ngày 20 tháng 10, tặng mẹ một ngày thảnh thơi thật tuyệt vời. Ngày 20 tháng 10 đang gần đến, đây là dịp hoàn hảo để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với mẹ, người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời chúng ta. Năm nay, hãy dành tặng mẹ một ngày nghỉ ngơi thật ý nghĩa bằng cách cùng gia đình thưởng thức bữa tiệc ấm cúng tại nhà hàng Quá Ngon. Quá Ngon nổi tiếng với không gian ấm áp và những món ăn tinh tế. Đây sẽ là nơi lý tưởng để cả gia đình cùng quây quần, trò chuyện và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. Hãy để mẹ được thư giãn, không phải lo lắng về việc bếp núc, chỉ cần tận hưởng từng khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình. Nếu gia đình bạn muốn tận hưởng không khí thoải mái tại nhà, nhà hàng Quá Ngon sẽ có mặt tại nhà bạn, thêm chút yêu thương vào bữa tiệc gia đình. Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu tươi ngon, chế biến các món ăn hấp dẫn đến dọn dẹp sau bữa tiệc, Quá Ngon đều đảm nhận. Với mức giá chỉ từ 2.550.000 cho một bàn tiệc, Quá Ngon sẽ mang đến cho gia đình một bữa tiệc thật trọn vẹn. Mẹ chỉ cần thư giãn bên gia đình, bạn bè và thưởng thức bữa ăn ngon miệng. Hãy dành tặng mẹ một ngày yêu thương trọn vẹn. Những giây phút bên nhau sẽ giúp mẹ cảm nhận được sự quan tâm và trân trọng từ gia đình. Chúc mẹ có một ngày 20 tháng 10 thật hạnh phúc và đáng nhớ.